Rồi mất thời gian gì phục vụ không được thì thôi ngày mai không ghé nữa đâu. À, dạ em cảm ơn anh ạ. Cho em một ly cà phê sữa đi anh. Cà phê sữa à? Ít sữa anh, nhiều sữa em. Sao không được anh ạ? Dạ. Cà phê gì anh ơi? Rồi một cà phê sữa như bình thường đi ok anh. Nhiêu ly sữa được rồi anh? Thôi cho em nhiều hơn chút nữa đi. Nhiều hơn nữa hả? Để em thích uống ngọt. Dạ. Ok cho em. Ok chưa? Thôi cho em ít sữa lại. Ít sữa lại nữa hả? Hôm nay em ăn kiêng. À, rồi ok. Nhanh nhanh em nha anh. Rồi nhưng mà được chưa? Kìa chưa? Thôi cho em cà phê đen đi anh ơi. Dạ được rồi. Ủa vậy là cà phê đen hay cà phê sữa? Cà phê đen đi anh. Cà phê đen à? Rồi ok vậy đợi anh gọi, một lần thôi. Để cho tao bán còn tôi nữa mà. Gọi sao gọi chứ. Biết là vậy nhưng mà ý là ông muốn uống cà phê đen hay cà phê sữa cũng phải nói cho ta một lần một thôi để ta biết. Em thích gọi. À thôi hai anh thông cảm cho em. Chứ ông buồn cà phê sữa cái ông cà phê đen rồi. Rồi còn tôi nữa. Giờ tôi đang có việc gấp nữa. Anh đợi em xíu là nó xong rồi mà anh. Thôi nhưng mà tôi nói nghe là sáng sớm là gặp cái ông khách về thôi coi như xong từ sáng rồi còn á hả nếu như mà tới ngày mai em mới lấy được cà phê của anh. Rồi thôi, anh đợi em xíu rồi lại đợi em 5 phút thôi. Để chị khác em ghé lại đi. Rồi cảm ơn anh. Ta thích gọi sao ta gọi vậy? Rồi anh bình tĩnh em ta. Để em gửi cà phê đen này. Dạ. Dạ 10 ngàn anh. Dạ anh có gì mốt ghé em thì anh chuẩn bị trước món nước rồi để em làm cho nhanh nha, để mất thời gian của nhiều khách hàng nha. Mất thời gian gì phục vụ không được thì thôi ngày mai không ghé nữa đâu. Dạ em cảm ơn anh ạ.